Nhân đây tôi cũng xin nhấn mạnh một điểm là cái mà gọi là ba cái rầm lớn á. Phật tử thiệt, Phật tử có học Phật thiệt, đã không có quan trọng ba cái rầm mà gọi là rầm lớn. Bởi vì đạo Phật thiệt, có học Phật thiệt, đi nghiên cứu theo giáo lý của đạo Phật, rầm không có rầm lớn, cũng có rầm nào gọi là rầm nhỏ. Vì vậy cho nên nhân dịp hôm nay thì tôi cũng mở cái hoạt để tôi nói cái đó cho các Phật tử để ý. Bữa nay tôi có thể nói với các vị là những cái đề tài tự do, nhớ cái gì nói cái đấy, cần thiết cái gì nhắc cái đấy, cho ai đó hữu duyên cùng nhìn vào một hướng để nghe, rồi cùng nghe, rồi cùng tư duy, rồi cùng tu tập. Cho nên đề tài hôm nay không có một đề tài nhất định nào hết, mà tôi nhớ gì tôi nói đấy. Thí dụ như đang nói chuyện cái ngày rằm, thì nếu mà chúng ta mà thật sự mà học theo đạo Phật á, thì rằm tháng giêng trong lịch, trong sách thì gọi là Thiên Quang Tứ Phước, tức là cái ngày đó là các vị quan, các vị Ngọc Hoàng Thượng Đế, Thái Thượng Lão Quân, Nam Cực Tiên Ông, rồi các vị trên trời đó ta cho phước, cho phước cho bá tánh ở dân gian. Cái từ đó những người đệ tử mà học Phật mà có học thiệt á, ta không có tin cái đó. Thượng Quân là Thiên Quang Tứ Phước, tức là Thái Nhiên đó, không có tin cái thần thánh nào cho phước hết. Còn Trung Quân là Địa Quan Xã Tội, ngày nào tháng 7 thì gọi là Trung Nguyên, Trung Quân. Là cái ngày đó là các vị Diêm Vương, quỷ sứ ở giam phủ xã tội cho những người chết. Cái tin đó là cái tin của cái bằng cái đạo tôn giáo cũng gọi là đạo Phật dân gian. Chứ người mà học Phật kỹ, tu theo đạo Phật thiệt á, cũng không tin cái đó. Bởi vì không có cái âm phủ, không có diêm vương, quỷ sứ gì đâu. Diêm vương quỷ sứ người ta đặt ra đấy, chứ nó không có. Cho nên là Trung Quân là Địa Quan Xã Tội đó, cái đó học Phật thiệt cũng không cần gì. Không phải đợi ngày đó mới ai đó mới xả tội. Còn cái ngày rằm này người ta gọi là Hạ Quân, là Thủy Phủ Giải Ách. Cái rằm tháng 10 này gọi là Hạ Quân, là các thần thánh Diêm Vương, Long Vương, Đông Hải Long Vương, Tây Hải Long Vương, Nam Hải Bắc Hải Long Vương, kiểu tôi viết truyện đó mà. Nó nghe là nó cởi mở tha tội cho những ai có tội. Thì do vậy mà tức là Tam Quân, là ba cái đầu dòng của đầu năm, giữa năm và cuối năm. Cái tin đó không nên tin. Nhắc lại cái bộ kinh này, cái người Phật tử cúng dường cũng như tôi hy vọng rằng các Phật tử đọc một lần vậy đó. Thí dụ như mình có cái lễ thông thường ở trong nhà mình thích tụng kinh đó mà, thí dụ như buổi tối hay buổi khuya, các vị đọc một chương thôi, một chương hoặc là một phẩm gì đó, hoặc là ba tờ, hoặc là năm tờ, tối đa là năm tờ, sáu tờ gì đó, để một phẩm, một chương vậy đó, đọc cho thiệt kỹ càng cái lời kinh
Ở trong cái bộ này cái lời kinh nó gọi là chánh văn. Chánh văn tức là cái nguyên văn của cái lời kinh. Và cái lời kinh đó mình đọc kỹ rồi đó, dưới cái phần kinh văn đó đó, tôi có viết cái, một cái phần, đó là cái đóng góp của tôi, của thầy Tự Thông, của Như Nguyễn Thiền Sư gì đó cũng được. Tôi nói cái đó gọi là trực chỉ đề cương. Cái phần đó để hướng dẫn, để nhắc nhở ai mà chưa hiểu kỹ về cái ý kinh thì đọc thêm cái phần trực chỉ đề cương đó, các vị sẽ nắm thêm được ý tứ, mở rộng thêm ý tứ để giúp cho các vị có thể tư duy, các vị suy gẫm, các vị sẽ nắm hiểu được cái ý kinh. Mà hiểu được cái ý kinh mà rõ rồi đó, mình nghe nó có chân lý á, thì mình mới ứng dụng trong đời sống, gọi là tu tập. Đó là cái quá trình tu tập, là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Tức là nghe lời Phật ý kinh, nghe rồi phải dùng cái trí tuệ mình mà suy nghĩ. Suy nghĩ mình thấy nó hữu lý, nó có thể bồi bổ cho cân não, cho trí tuệ mình, cho đời sống mình an lạc. Thì sau đó đó mình mới lấy cái đó mình làm cái mực thước, cái kim chỉ nam trong cái đời, gọi là cái đời tu hành của mình. Tức là văn, tư, tu. Mà cái tư đó tức là tu tập thiền đó. Văn tuệ tức là phải nghe, phải học, phải nhờ minh sư, nhờ thầy dạy, giảng, hướng dẫn. Bởi vì Phật tử tại gia đi làm ăn, công thương kỹ nghệ đâu có thời giờ để mà nghiên cứu. Do vậy cho nên là phải nghe các thầy. Mà các thầy gọi là tăng bảo, là thay mặt cho Phật. Phật pháp tăng, tăng là tăng bảo, là cái người học hiểu giáo lý của Phật, coi như là đệ tử ruột trưởng nam của Phật vậy đó. Do vậy cho nên Phật tử tại gia phải nghe, tìm thầy học đạo để hiểu đạo, thì sao nó mới tu, để cho có giác ngộ giải thoát. Vì thế mà Phật tử là cần nghe, chứ không phải Phật tử ngu đâu. Tại vì cái ngành chuyên môn là Phật pháp tăng, thì ông tăng là thầy của các Phật tử tại gia. Còn các Phật tử tại gia, người ta có thể làm tổng thống, người ta có thể làm thủ tướng, người ta có thể làm chủ tịch nước, người ta có thể làm quan bộ trưởng, người ta có thể làm tỉnh trưởng, vân vân, và có thể làm kinh doanh thương mại để xây dựng một xã hội tốt đẹp. Cho nên người Phật tử tại gia khó mà có cái trình độ tư duy nhận thức về mặt đạo lý, về mặt nó nôm na là về mặt là tu tập của đạo giáo, không có thời giờ để làm việc đó. Thì các Phật tử phải nhờ quý thầy, điều đó là tất nhiên. Nhưng mà nhờ quý thầy không có nghĩa là Phật tử phải giao mạng cho quý thầy. Quý thầy nói cái gì cũng nghe, không làm vậy được. Văn là phải lấy trí tuệ mà văn, mà nghe. Tư, tư tức là tu tập thiền định, tư duy á, cũng phải lấy trí tuệ mà tư duy, mà tu tập, mà suy gẫm. Chứ không phải là hãy miễn gọi là thầy, là thầy nói cái gì cũng nghe. Sau khi mà thiền định, tư duy, tu tập kỹ càng, hữu lý, hợp lý, phù hợp chân lý, đem lại sự giác ngộ, sự giải thoát cho thân mình, cho tự thân, cho gia đình, nó rộng là cả xã hội. Suy gẫm mình thấy cái điều đó nó đem lại sự lợi lạc như thế, thì lúc bây giờ mình mới ứng dụng, mình thực hành gọi là tu.
Cho nên tôi nhắc Phật tử lần nữa, cái trường học Phật học này nó có mấy cái, 8 cái chữ. Học Phật là để giác, để có giác ngộ, tức là học Phật để giác ngộ. Giác ngộ chân lý. Giác ngộ là giác ngộ cái gì? Tức là giác ngộ cái chân lý. Chân lý là cái lẽ thật của cuộc đời. Rồi 4 chữ thứ hai là học Phật để giải thoát. Thế thì là các Phật tử mà tới đây đó, tức là những người có tâm muốn học Phật. Thì có tâm muốn học Phật, các vị mới tới đây. Các vị mới tới đây thì bổn phận tôi là thay mặt cho Tăng Bảo trong giới Phật Pháp Tăng Tâm Tam Bảo, tôi trình bày, tôi nhắc nhở, tôi gợi ý để cho các vị học, để các vị có giác ngộ. Mà có giác ngộ rồi thì các vị sẽ có giải thoát. Cho nên học Phật, cái mục tiêu của chúng ta là học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát. Nếu chúng ta học Phật mà không hề có giác ngộ, chúng ta đã từng bỏ tiền, bỏ của, bỏ công sức ra cúng dường, tốn bao nhiêu tỷ mà không đem lại cái giác ngộ nào cho mình hết, không đem lại sự sung sướng an lạc giải thoát nào cho mình hết, thì tôi xin thưa rằng các vị đi lạc lối rồi đó. Tức là cái sự bỏ tiền của mình ra để mà đầu tư không đạt được cái mục đích yêu cầu, tức là mình coi như đầu tư thua lỗ rồi đó. Cho nên các vị để trong cái tiến trình học đạo, hành đạo, trong cái quá trình tu tập, phải đem lại sự giác ngộ và giải thoát.